Right word for operative. This is the adjective. Đây là tính từ, còn đây là động từ trong tiếng Anh. Rồi như vậy, có tính hợp tác sao thì mình đang có cách nói được gọi là highly cooperative. Highly cooperative. Rồi có tính hợp tác gọi là rất là gần. Badly cooperative. Đó, hai cái này là tính từ trong tiếng Anh. Như vậy, trước khi tôi cộng tác với anh ấy trong cái công việc này, tôi cần phỏng vấn anh ấy. Phỏng vấn là gì? Chị Tâm còn nhớ không? Phỏng vấn. Interview. Interview. Và interview cũng là cuộc phỏng vấn trong tiếng Anh. Cuộc phỏng vấn. Người phỏng vấn. Người mà phỏng vấn thì mình sẽ dùng từ là interviewer. Còn người được phỏng vấn gọi là bị phỏng vấn thì mình sẽ có một cái danh từ được gọi là interviewee. Interview. Interview. Interviewer. Interviewee. Như vậy. Tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi phỏng vấn hôm nay. How can you say this in English, Miss Tom? Tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi phỏng vấn hôm nay. I prepare on anything. Yes, I prepare everything. Tôi chuẩn bị tất cả mọi everything. Thứ cho buổi phỏng vấn hôm nay. For cho buổi phỏng vấn hôm nay. Buổi phỏng vấn hôm nay. Today in interview today. Yeah, for the interview. The interview today. Trước khi tôi đi đến buổi phỏng vấn, tôi chuẩn bị quần áo. How can you say this in English? Trước khi tôi đi đến buổi phỏng vấn, tôi chuẩn bị quần áo. Before I go. Yes, I go to the interview. Yes, very good. Tôi chuẩn bị quần áo. Tôi chuẩn bị quần áo. I prepare the clothes. Yes. Tôi không biết tôi nên chọn quần áo nào. Như vậy cái từ gọi question word nó sẽ đi chung với một cái danh từ. Nếu mà nó là trong câu nói hoặc là trong câu viết thì mình không cần dùng to does. Mình sẽ bỏ to does đi. Ví dụ như là I know what I want. Tôi biết những gì tôi muốn. Tại vì nó nằm trong cái câu nói. Còn khi mà hỏi là what do you want? Bạn muốn cái gì? Hỏi thì sẽ có to does. Còn khi mà không phải là câu hỏi, là câu nói thì bỏ to does đi. Như vậy, tôi không biết tôi nên chọn quần áo nào và cái nào trong tiếng Anh. Thì mình sẽ giữ là chữ which trong tiếng Anh. Như vậy, quần áo nào? Quần áo nào? How can you say this in English? With clothes. Tôi không biết tôi nên chọn quần áo nào. Tôi không biết tôi nên chọn quần áo nào. I don't know. Yes, I don't know. Tôi nên chọn quần áo nào. Tôi nên chọn quần áo nào. I choose with clothes. Chọn cái gì đó trong tiếng Anh. I chọn là choose. Very good. Choose. Như vậy tôi không biết tôi nên chọn quần áo nào. English, please. I don't know. I should choose which clothes. I should choose which clothes. Thường thì cái từ hỏi nó sẽ đứng trước một cái câu. Như vậy ở đây mình không biết là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai thì mình đang có cái chữ đầu which clothes trong tiếng Anh. I don't know which clothes I should choose. Yes. Khi tôi không biết tôi nên chọn quần áo nào, tôi sẽ hỏi chồng của tôi. How can you say this in English, Mr. Tom? Khi tôi không biết tôi I don't know which clothes I should ask. Tôi sẽ hỏi chồng của tôi. I will ask my husband.
Then I will ask my husband. Okay. I will ask my husband. Tôi cần một vài ý kiến từ bạn. Tôi cần một vài ý kiến từ bạn tại vì tôi muốn chọn quần áo cho tôi. How can you say this in English? Tôi cần một vài ý kiến từ bạn. Ý kiến. Idea. Yes, very good idea. Idea. Như vậy tôi cần một vài ý kiến từ bạn. Tôi cần một vài ý kiến từ bạn. Mình sẽ có từ một vài trong tiếng Anh là some, còn là một ít. No. Cộng cho danh từ số nhiều. Một ít đứng sau nó là luôn luôn là danh từ số nhiều là nó đếm được thì mình sẽ dùng từ a few trong tiếng Anh. Như vậy ở đây tôi cần một vài ý kiến từ bạn. Hello. Rồi. Yes, tôi cần một vài ý kiến từ bạn. I need to ID. Mình cần khi mà hai hành động đứng gần nhau mới là to. Còn nếu mình cần tôi danh từ, tôi cần một vài ý kiến từ bạn. I need some ID. Yes, very good. I need some ID. From you. I need some ideas from you. Okay. Tôi cần một vài ý kiến từ bạn. Tại vì tôi không biết tôi nên mặc gì đi đến buổi phỏng vấn. How can you say this in English? Tôi cần một vài ý kiến từ bạn. Tại vì tôi không biết tôi nên mặc gì đi đến buổi phỏng vấn. I need some idea from you because tôi không biết. I don't know which clothes. Tôi nên mặc gì? I should wear clothes. Yeah, I don't know which clothes I should wear. Tôi không biết tôi nên mặc quần áo gì. Tôi không biết. To go to the interview. To go to the interview. Rồi tiếp theo, tôi không biết tôi nên mang gì để tham gia buổi phỏng vấn. Mình ôn lại từ tham gia trong tiếng Anh một chữ. Attend. Yes, tôi không biết tôi nên mang gì để tham gia buổi phỏng vấn. Mang trong tiếng Anh. Ring. Yes, ring. So, tôi không biết tôi nên mang gì để tham gia buổi phỏng vấn. Không biết tôi nên mang gì. Tôi nên mang gì? Tôi nên mang gì? Gì? What? Tôi nên mang gì? Tôi nên mang. I should bring. Yes, I should bring. What I should bring để tham gia buổi phỏng vấn? Để tham gia buổi. To attend. The interview. Yeah, to attend the interview. I don't know what I should bring to attend the interview. Tôi cảm thấy rất là ngổn ngang trong lòng trước buổi phỏng vấn. Mình đang có cái cảm xúc được gọi là ngổn ngang trong lòng. Thì mình đang có một cái tính từ trong tiếng Anh được gọi là anxious. Anxious. Yes. Còn mình gọi là cái sự ngổn ngang trong lòng, mình gọi là cái danh từ của nó, thì mình đang có cái danh từ được gọi là anxiety. Yes. Như vậy tôi cảm thấy ngổn ngang trong lòng trước khi tôi cảm thấy ngổn ngang trong lòng trước buổi phỏng vấn. I feel that. Oh, sorry. If you want to use the word feel,
fill and the adjective fill. For fill. So right here, tôi cảm thấy ngổn ngang trong lòng trước buổi phỏng vấn. I feel anxious. Very good. Trước buổi phỏng vấn. Before the interview. Very good. Before the interview. Cảm xúc gọi là cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cảm xúc hoặc là người ta sẽ dịch là sự trong tiếng Anh. Lệnh thêm là danh từ. Như vậy anxiety, cảm xúc ngổn ngang trong lòng làm cho tôi cảm thấy khó chịu trong tiếng Anh. Cho nên mình học là chữ unpleasant. Mà mình có cái cấu trúc là làm cho ai đó cảm thấy như thế nào. Thì mình có cái cấu trúc là I make be và cộng trực tiếp cho tính từ trong tiếng Anh. Như vậy cảm xúc ngổn ngang trong lòng làm cho tôi khó chịu. English please. Cảm xúc ngổn ngang trong lòng làm cho tôi khó chịu. The anxiety. Yes, this anxiety. Anxiety. Yes. Yes, làm cho tôi khó chịu. Make me unpleasant. Yes, unpleasant. Makes me unpleasant. Yes. Khi cảm xúc ngổn ngang trong lòng làm cho tôi cảm thấy khó chịu, tôi sẽ mất tập trung. Mình mất cái gì đó thì mình sẽ có lose. Tập trung. Chung mà là động từ, cũng là danh từ trong tiếng Anh. Một từ là chữ focus. Sau khi mất là sẽ có một cái danh từ đứng ở phía sau. Rồi như vậy, cảm xúc ngổn ngang trong lòng làm cho tôi mất tập trung khi tôi tham gia buổi phỏng vấn. The anxiety. Make me unpleasant. Yes. Và cảm xúc ngổn ngang trong lòng làm cho tôi cảm thấy khó chịu và nó làm cho tôi mất tập trung và nó làm cho tôi mất tập trung. And make me close focus. It makes me lose focus. Khi tôi mất tập trung, tôi sẽ trả lời sai. Khi tôi tập trung vào cuộc phỏng vấn, tôi sẽ trả lời đúng. Như vậy sai thì mình đang có cái tính thức sai là wrong. Và đúng trong tiếng Anh trái nghĩa với nó là right. Như vậy, khi tôi mất tập trung, tôi sẽ trả lời sai. When I close focus. I will reply wrong. Yes, mình sẽ có chữ reply.